Hello anh em, mình là Thắng. Hôm nay mình sẽ giới thiệu anh em một cái dự án mới, đó là dự án Hack Token AA. Dự án này là có website, đó là hacken.ai. Để tìm hiểu dự án này rõ hơn thì chúng ta còn phải dịch ra tiếng Việt để tìm hiểu một cách rõ hơn. Hack Token AA là một cái ứng dụng an ninh mạng cá nhân cải thiện bảo mật cá nhân của bạn với một công cụ tương tác đơn giản. Bản beta của có sẵn trên iOS và trên Android, các bạn có thể download và trải nghiệm thử cái token HAA này. Bạn sẽ nhận được các bạn cập nhật cho các ứng dụng HAA nếu đã cài đặt ứng dụng cho thiết bị này. Ok, đó là các bạn beta là chuẩn bị sẵn sàng ra cho cái Hack Token AA và Cyber Bot Cam. Đó là bộ an ninh mạng còn yếu tố giám sát đây. Rồi Cyber Bot Cam, một chương trình giáo dục độc đáo của các chủ đề an ninh mạng chính, bao gồm các quản lý tài khoản, chống lừa đảo và quyền riêng tư và nhiều hơn nữa, phục vụ một hành trình giới thiệu hack đến hack kênh AA. Người dùng sẽ học cách an giữ an ninh và tìm hiểu những điều cơ bản cần thiết về tất cả những điều an ninh mạng phía trên. Rồi, đó là quản lý mật khẩu, đó là sử dụng mã hóa. Rồi, sử dụng mã hóa nâng cao, bạn có thể sao lưu mật khẩu của mình và lưu trữ chúng cho nội bộ nhớ bảo mật hack kênh AA bằng một cú nhấp chuột. Rồi, đó quý kỹ thuật số này là cái quý liên kết với WeChain và hack kênh AA này. Thứ ba, đó là xác thực yếu tố sắp có và lưu trữ an toàn VPN diệt virus trên trang các trang web chống lừa đảo và độc đáo hệ thống chấm điểm rủi ro và cho các ứng dụng sẽ sắp ra hacking AA. Nó là bảo mật tối đa nhận an ninh mạng hàng đầu với cái ứng dụng liên tục phát triển của chúng tôi, tìm hiểu thói quen an ninh mạng tốt về cái Cyber Bot Cam này. Đây, thứ nhất đó là module 1, đó là quản lý tài khoản, tìm hiểu cách bảo mật tài khoản của bạn và ngăn chặn rò rỉ dữ liệu trộm cắp và vi phạm an ninh tiền ẩn. Hai, đó là chống lừa đảo. Thứ ba, đó là riêng tư, bảo vệ dữ liệu, nguyên tắc bảo mật chung và tài sản kỹ thuật số. Hack kênh AA beta là các sản trên iOS và trên Android, các nền tảng khác sẽ chuẩn bị sẵn sàng. Chúng ta tìm hiểu qua cái nhập mật khẩu về ghép nối của các bạn. Để đơn giản hóa quy trình làm việc của bạn, hãy sử dụng công cụ mật khẩu Hacking AA và hộp nhắc mật khẩu để tách ra. Rồi chúng ta có thể tham khảo qua cái blog của họ để tìm hiểu rõ hơn cái token này. Đó là cái white paper. Đó là cái white paper của cái hacking AA này. Thứ nhất đó là lịch sử của hacking AA, từ công ty, tìm hiểu về cái token này, tokenomics này tại sao phải sử dụng cái quý. Rồi, cơ mẹ token của này là 2 và nó sẽ được dựa trên cái EtherScan token sẽ được leak các sàn và nó đang được nó là IEO trên cái sàn giao dịch, đó là sàn của Hàn Quốc. Hai token nó sẽ phân phát và lock up sẽ khó như sau. Đó là bullish 5%. Check nó SQL đó là công nghệ nó là 20%, marketing là 20%, investor là đầu tư đó là 10%, các partner và các cố vấn là 10%, đội ngũ là 10% và private sale đó là 10%, HKN holder là 8%.
Đây, phong pháp này. General và này là chiếm 16,9. App phát triển cái ứng dụng này là 20,9%. Tìm kiếm và phát triển nó là 7,7%, các doanh nghiệp phát triển nó là các bên bộ phận phát triển là 18,4%. Rồi là cái roadmap hoạt động của Hacking IA. Cái tem này gồm có là CEO này, Founder, CTO, Andrei, Matty King, Egenia, Brosiwan. Roadmap hoạt động của cái token này các bạn có thể tìm hiểu rõ hơn thông qua cái white paper này để tham gia vào đầu tư cái dự án này. Đây block Medium của họ. Hacking IA và một số cái bảng màu cao đó thì nó đã cái update cộng đồng mà cộng đồng của Hacking IA này và nó được đây vào ngày 10 tháng 4 rồi, nó được IEO trên cái sàn OCEANX. Token này có mang cái mã tên là 2 và tổng cái token sale này là 400.000 USD và tổng cái token phong phá đó là 1 tỷ, token còn hiện hành là 1 tỷ. 40 triệu là 2 là 4% so với tổng cái token phong phá này, tổng của cái token này là WET12 thì có tương giá tương đương đó là 0.1 USD này. Và các bạn có thể tham gia vào cái nhóm Telegram để tìm hiểu rõ hơn về cái dự án này. Cái nhóm này thì mình đã tham gia rồi. Nếu bạn nào chưa tham gia có thể tham gia. Ok, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.